Ok anh em, bây giờ thì Khải tiến hành cánh nó cái 1.000 Evan cuối cùng này nha. Evan này một bộ nó 10 kim nguyên bảo, tương đương khoảng 650k. Anh xong rồi thấy nữa, nếu mà được rương hồng kim môn phái, Khải sẽ chuyển qua chính hệ đường môn này. Mở rương nha anh em ơi. Ok, được Khải ra bên ngoài này. Mong là anh này sẽ được 1 đến 2 rương. Lúc nãy anh được một phát 2 rương. Anh này chưa thấy gì. Mới anh thêm ếch nằm đọc, chưa thấy gì nè em ơi. Mong anh này được 2 rương đi. 2 rương nè. 2 rương nào. 2 rương nào. Úc cốc nè. 2 rương nào. Đấy, 1 rương thấy chưa. Thêm thơm thơm. Chứ 1 rương nữa nào. 1 rương nữa nào. Một rương nữa nào. Đây nha, mình đang tìm một rương hồng kiều một phái 7 ngày này. Một rương nữa nào. Anh rồi, full đôi bánh rồi. Một rương nữa nào. Kiếm một rương nữa thôi. Đấy. Wow. Phơ. Quá phơ này em ơi. Được như cái ý mình đang mong muốn rồi. Quá thơm. 3 rương. What the hell. Con gì banh, con gì banh. Quá phơ nè em ơi. 3 rương rồi nha. 3 rương dưới bên kia có 4. Có mấy rương nữa. Ngon luôn. Đồ của mày sẽ đứng mẹ chuột rồi. Ok. 3 rương rồi. Ngon. Quá thơm. Quá thơm. Tiếp tục. Không chủ được không? Từ từ giao dịch bớt ạ. À, ngon quá. Quá ngon nè mày. Ảch này có khi nào 4 rương không ta? Bỏ bớt 3 cái chặt rương qua nè. Bán này chặt rương thì mình bỏ mình xếp trong được. Thồm như thồm vải nồi. Like chia sẻ mạnh nào anh em. Không. Hôm qua giờ anh 7 tấm ạ. Ảch này ạc thứ 8 rồi. Hình quá. Quá phơ. Thêm một rương nữa coi. Nó vứt sốt 3 cái ít xài cái chọc rương. Quanh này. Quanh này. Rồi ok. Tiếp tục. 4 rương rồi. 4 rương rồi, 1 rương nữa. Ôi trời đậu xanh. 3 rương. Ok, 3 rương là ngon rồi nè em ơi. Chiếc mạch lớn rồi. Quá thôi. Đó, anh hết 7 tấm mạng. Anh em thấy ạc nào đã được anh là nó sẽ được mang phiên vũ. Phi văn chứ. Phiên nhân chưa có nè. Rồi, giao dịch cho anh chính cái rồi. Chuyển chính giao lưu cho anh em xem. Mở rước cho anh em xem nha. Chuyển ạc này. Chuyển ạc qua cho anh chính này. Anh em cùng xem anh chính nha. 1, 2 này. Tại vì khai mơ chính trên mạng chính. 2 cái, ok. Anh thấy chính chưa? Ok rồi. Ảnh này quá hơn. Do đang ảnh quá hơn. Á đục. Tốt là mất tiêu rồi. Cần nè. Vô ảnh này nè mày. Lờ nít ảnh quá mày.
Đó đây mà. Một rừng này, hai rừng này, ba rừng này, boss này, thằng Lục Bảo này. Rồi, ok. Rồi, chuẩn bị mở rương. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái. 7 cái với một rương trong người, nó là 8 cái. Ok man, đụng mặt full rương trời. Em chờ chút nha. 8 rương. Từ từ anh em ơi. Đó, dồn lại cho nó khỏi chặt rương nè. Có cái này trồng được á. Đây là... Bữa nào rảnh rảnh xem bó cho anh em xem. Đó, 200 này, gần 300 con boss rồi. Đây anh từ vừa vô này. Gần 300 con boss rồi. Quá nhiều. Mình đang thành rảnh sang cho anh em xem. Đó, luôn luôn chặt luôn. Là chia sẻ mạnh anh em ơi. Mình mở rương rồi. 4, 5 bỏ cho bữa chặt nữa. 22 con boss nữa đây. À, anh em thấy boss nhiều không? Nhiều vài nồi. Rồi, chiên rương qua, mở. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. 1 rương 2 này. Rồi, ok. Dâu. 8 rương. Là chia sẻ mạnh nào nè em ơi. Là chia sẻ mạnh chuẩn bị mở rương này nè em ơi. 1, 2, 4, 6, 8. Ok. Anh em cho Khải phím 1 thử. Anh em đã thấy cái ạc chính của Khải trên like cho anh em ơi. Anh em cho Khải phím 1 thử ạc chính có trên like cho anh em ơi. Coi thử lỡ cái live stream có bị lag không. Không là chuẩn bị mở rương thôi. Một rương là tốn 1.000 dạng nha anh em. Một rương là tốn 1.000 dạng nữa. Lên điểm thương sơn à. Ok ok. Gắt 3 con boss ở đây nè. Ok ok. Ok thấy ạc đúng không. Anh em cho phía 1 cho lên trên live stream xem thử thấy ạc chưa anh em ơi. Thấy ạc, thấy rương chưa? Nè, đầu tiên rương là vũ khí 7 ngày. Rương tiếp tục là hoàng kim 7 ngày này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tổng cộng có 8 rương. 8 rương sẽ tốn hết 8 ca dạng. Điểm thương sơn à, ok. Cánh mười mấy cái gọi. Ok luôn. Rồi, đi mở rượu. Hoa sơn cảnh kỳ trường hả? Ok anh em. Ok, hello sơn nghiễn này, hello anh em nha. Chuẩn bị mở này. Trên này đúng không anh em ơi? Mở rút trên này đúng không? Mong cho nó ra cái đôi gì cho XC mang này. Ôi giời. Ấm ba la xì bùa. Một đôi giày phục ma thiếu lâm. Giày phục ma thiếu lâm nè mày. Đấy, ngon không? 3 cấp 49 cũng được. Cho xe mang 20 ngày là đẹp luôn. Điểm thương sơn à. Lên điểm thương sơn cầm tiền dễ bị chết á. Điểm sơn là lấy đúng không? À ok. Điểm sơn chỗ nào ta? Cầm tiền đi nhiều quá có chết không ta? Đụng chết luôn á. À, khi nào chết không? Đó, lưu rương đại lý đi. Ok. Nó có bị quýnh nó phù nha. Thổ đi phù. Khi sinh máu ok. 60%. Đã khai rút tiền đó.
đến Vương Sơn chỗ nào đâu, chỗ nào mà ngon đâu. Đây 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 đây, nó trong qua này nó mất mấy bánh à? À có. À đến Vương Sơn à? Có vị trí nào đẹp đẹp không? Like chia sẻ này mời, like chia sẻ này mời, còn 7 rương nữa. Khả đang cầm 7 ca dạng trong người nữa nha. Tìm chỗ nào đẹp đẹp rồi. Chỗ nào đẹp đẹp thả ta, chỗ nào đẹp đẹp đỡ mở rương ta. Có một cái chỗ nó rất là đẹp, góc này. Góc này. Đó. Góc nào nó có mây mù dẫn lối đồ một chút. À, góc nào gần hơn. Ok, góc này đi. Nào, lần góc tròn này đi. Ok, hello là Tâm nha. Chuẩn bị mở rương nè Tâm ơi. 7 rương, 8 rương lận. Rồi ok. Chỗ nó mây mù dần lối một chút đẹp đẹp. Nhân phẩm xa thế. Ok anh em. À, cái này là mây mù dẫn lối rồi một chút. Uầy, cái này đẹp ghê nha. Anh em thấy không? Bên núi bên kia nó có một tảng núi phẳng phẳng quang lại đẹp không? Đẹp thiệt chứ. Rồi, giờ là mình xin cái nón cung luôn. Xin cái nón cung luôn. Bao tay đồng cừu cộng nón á, cộng ngọc bội nga mây. Mở nha nè mày. Gì đây? Vua ma, đụng ma, vua ma dày anh em ơi. Ui dù, đụng ma dày 3 cấp phải anh ơi. Ui dày này mà đánh hơi bị ngon đấy. Mang xét nhu tình, nghe mi mang xét nhu tình, mi bài. Đúng, ngon quá, ngon quá. À, cái này hiện tại Adder đang hỗ trợ cho 20 ngày gia hạn Hồng Kiều Môn Phái á. Nên là coi như cái dây được 20 ngày luôn. Ngon, ngon, ngon. Tiếp tục. Dây Minh Áo. Cái dây này đọc nữa không? Ủa sao nãy 3 cái dây. Úi, mắt luôn, phải luôn. Mắt luôn anh em ơi, anh em sao? 33 thôi phải hello ba mắt luôn vãi. Gì nữa đây? Đâu đang đường môn mà. Gì đây? Áo xương tinh. Đồ 47. À ngon ấy. 20. Mát của mát. Còn 4 rương. Ai xạ. Tiếp tục. U lung. Đủ quá. Bao tay đủ lung rồi nè mày.
Nếu muốn đọc luôn luôn một cấp không cần soi. Sao mình ra toàn dị độ không vậy? Nhưng mà mấy cái này thì gọi xe mang được nè, xe mang được nè, xe mang được nè, xe mang được luôn. À, không lô mình mang xét gì ta? À, cái này không lô mang không được rồi. Không lô phải mang xét ông bang mới mang được. Nhẫn đủ xanh. À, nhẫn nó nhạt ngon ngon. Nhỏ đang ngon. Có nhỏ đang mang xét định quốc ngon luôn. Rồi nhỏ đang mình lúc này mang xét định quốc đúng không? Tại vì đồ mình nhiều quá mình không nhớ nên mình không nhớ hết. Nhỏ đang đâu? Ừ đúng rồi, giờ đang mang xếp đình quốc, quá đẹp, quá tuyệt vời. Ô luôn, đúng mất sao toàn đồ ném độc không chứ. À, nó ném độc ngon ngon. Ôi tuyệt, quá đẹp luôn. Vẫn như thật tổ. Giờ vũ khí mình đang định suy nghĩ mở cái thi yên sông đao. À, rừng vũ khí à. Rừng vũ khí nên lấy vũ khí gì ta? Mình đang định lấy cái sông ao Thủy Yên cho Thủy Yên mình xài 20 ngày nha em. Thôi, ok, lấy sông đào đi. Lấy sông đào đi. Bích Hải Yên Ương Liên Đào. Được rồi. Nếu mình có sông đào nó có kích được không trời? Kim, kim. À, cái được hai giọng cũng được. Ok. Bích Hải Yên Ương mong rằng nó sẽ ra top 36. 36. Thủy Yên phiên bản này mạnh lắm. 36. 36, 36, 36 giùm một cái. 36 đạt top 101 rồi nè. Tóc 36. Trời ơi, tóc 29 ăn lồn rồi. 29 thì yên ăn lồn rồi. Được rồi. À, nó đang có là 67. Đạt mốc không ta? 67 với 39 đạt 101 không ta? Được rồi. 67 cộng cho 29 96 ăn lồn luôn. Và cắn cho kỹ đạo. 96 rồi xong ăn liền luôn. Sao thấy cái sông đào không đạt? Tiếc quá nè em ơi. Xốp rồi. Cái này nói chung cho xe mang cũng được. Cái này 36 mang đẹp luôn ha. Ơi, ok. Ok, đẹp quá. Nói chung cái sông đào chủ yếu là cái sông đào mà sai sông đào bị min rồi. Min tóc rồi. Giờ cánh nhất kỹ rồi, cánh nhất kỹ cũng không đúng. Cánh nhất kỹ mới có 70, 70 cộng với 29 mới có 99 nè. Thiếu 2 tóc. Không ổn nữa rồi. À, thiếu 2 tóc. Không được. Có nhận em Thủy Yên nữa đủ. Không không, Khải không thích kiếm linh nhạc. Hôm trước có mở một lần rồi. Ok. Mình đi gia hạn 20 ngày. Gia hạn free mà. Hiện tại Adder đang đình bù. Đang đình bù cái vụ mà server bị ộp gần một tuần á. Tất cả không kiểu môn phái được sử dụng trong 20 ngày.
Ok, tuyệt vời. Em thấy không? 20 ngày. Thôi, công đoạn giao dịch cho xe mang này. Yên được rồi. 99 mà cho nó tinh hồng lên đảo là vừa đẹp. Đúng rồi, tiếng sông Đào quá, 29 tiếng quá. 36 là đẹp luôn, nó ra 29 quá tiếng. Nhưng mà không sao, chủ yếu xe mang mà đều không đạp móc này thôi anh em ơi. Chủ yếu mở ra cho xe thôi. Mười chín sức mạnh. Lên đảo có cái này 20 20 20 là 40 40 40 với cái này à. 40 với cái này là 18, được 18 rồi đúng không? 18. 18 rồi đây 99 là 41 thôi. Rồi, ok. Đang tài tí cái cho con Thủy Yên này mà, cho một chút. Chín xem nào, 99. Ok, vừa đẹp xuống đảo anh em cùng xem nè, thiên mang vào tuyệt vời luôn. Yeah. Một tuần giới hạn hết 200k. Vũ khí là 300 chứ. Vũ khí là 300. Đó, anh em thấy chưa? Ngon không? Ngon lành cành đào không? Đó, đây Thi Yên. Tiếp tục mình sẽ cho Giò Đan. Giò Đan sẽ mang cái nhẫn linh nhạc. Đây, Giò Đan đây. Đâu, một ạt chứ. Cứ một món là 300k đó. Một món là 300k. Rồi, Giò Đan xong. Rồi, tiếp tục. Giò Đan xong rồi, tiếp tục là năm đồng. Đâm động gần phường xét luôn. Cái này mà xét gần đâm động đang xét gì đây. Hiệp cốt là vừa đẹp luôn. Trời ơi. Đâm động mình phục full xét luôn vãi lồn.
Em coi em động anh nè. Đưa đồ em động bằng full set luôn nè. Không full set muốn lạ luôn. Coi em đọc full set luôn nè. Hello Hồng Huỳnh nha. Em đọc full set luôn này. 90 sức mạnh. 110, 135. Mình mang đồ cho em đọc. Đúng rồi, một tuần tốn khoảng hơn 3 triệu. Nói chung đồ hồ kia mua phá nhiều. Đúng rồi. Phật tổ. Ai? Cái gì thì à? Đây, anh em coi đồ năm động. Một món này. Hai này, thấy chưa? Có cái dây mà, dây không đủ sức mạnh. Nên thôi. Còn lại nào? Game mì. Thiếu lâm. Thiếu lâm phải full set mới đánh được. Ok. Bây giờ thì chắc khá sẽ ốp lại stream nha anh em ơi. Chúc anh em ngủ ngon nha. Cái hẹn ngày anh em ngày mai tiếp tục nha anh em ơi. Giờ chắc đi ngủ, còn ba món đồ này đợi mai đi vào xe mang tiếp. Đúng rồi, ngày 10 rồi. Ngày 10 bắt đầu rồi. 10 mình là ngày 10 ngày 10 sức mạnh 110 à. Mấy sức mạnh đủ không này? Nếu ngày 10 mang được cái dây này ngon. Không được. Tại vì ngày 10 đang may mang cái dây thổ đã kết cái ngọc bội rồi. Ok. Đây, đồ xe mình.
Ok anh em, bây giờ khai ộp nha anh em ơi. Chúc anh em ngủ ngon nha. Bye bye mọi người nha. Hẹn em ngày mai chúng ta 19 giờ cùng chiến tiếp nha anh em ơi. Bây giờ chắc Khải đi ngủ đây. Bye bye anh em nha. Bye bye mọi người. Cảm ơn em rất nhiều.